Xin chào các bạn Trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách kiểm tra ổ cứng có bao nhiêu ghi trên máy tính Để kiểm tra ổ cứng có bao nhiêu ghi Thì trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn hai cách sau đây Rồi bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách đầu tiên Cách đầu tiên á Các bạn chúng ta sẽ ra màn cop của máy tính Rồi tiếp theo các bạn chúng ta sẽ bấm phải chuột vào nút Start Sau đó ở đây các bạn chúng ta sẽ chọn vào dòng là Task Manager Và các bạn lưu ý nha Nếu như các bạn chúng ta sử dụng Win 7 và Win 10 á thì các bạn chúng ta sẽ bấm phải chuột vào thanh tế ba sau đó các bạn chọn vào tab manager thì lúc này á nó sẽ xuất hiện hộp thoại là tab manager rồi tiếp theo các bạn chúng ta sẽ chọn vào dòng là performance thì đối với win 10 á cái dòng performance nó sẽ nằm ở phía trên nha rồi sau đó ở đây các bạn chúng ta quan sát này máy tính của tôi á nó có hai ổ cứng ổ cứng đầu tiên là disk không này nó có dung lượng là 1. 19 gb à, Thực chất ở đây là 120GB nha Bởi vì tôi mua ổ cứng, đây là ổ cứng SSD Và có dung lượng là 120GB Rồi, ổ cứng thứ hai Nó có dung lượng là 466 Nhưng mà thực chất ổ này á, tôi mua là 500GB Nguyên nhân do đâu mà ở đây á, nó lại có sự hợp như vậy Thật ra ở đây á, cách tính của nhà sản xuất ổ cứng và Windows cách tính khác nhau. Nhà sản xuất ổ cứng á, họ tính là 1 GB bằng 1000 MB. Còn trên Windows á, họ tính 1 GB là 1024 MB. Đó, nên dẫn tới sự hao hụt nha, bởi vì trên Windows á, họ tính lớn hơn. Đó, ở đây các bạn nhìn vào đây, các bạn biết là máy tính của bạn có bao nhiêu ổ cứng cũng như là dung lượng từng ổ cứng nha. Nếu mà máy tính của bạn chỉ có một ổ cứng thôi thì nó chỉ hiển thị là đít không mà thôi. Đây là cách đầu tiên để kiểm tra dung lượng ổ cứng. Tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách thứ hai. Cách thứ hai á, các bạn chúng ta sẽ bấm phải chuột vào nút star này. Rồi nếu như bạn nào sử dụng Win10 á thì nút star nằm ở đây nha. Sau đó ở đây các bạn chúng ta sẽ chọn một dòng là disk management. Thì lúc này á nó sẽ hiển thị dung lượng ổ cứng này. Ở đây máy tính của tôi có hai ổ cứng. Disk 0 và Disk 1 này Disk 0 là 119 GB này Và Disk 1 là 165 này Đó Điện thị dung lượng ở đây nha Đó như vậy là Trong video vừa rồi tôi vừa hướng dẫn cho bạn Cách kiểm tra ổ cứng có bao nhiêu ghi trên máy tính Nếu thấy video hay hiểu ích Thì bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem Cảm ơn các bạn đã theo dõi